Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với lại kênh YouTube của shop Ngọc Ánh, shop Tân Ánh nhá. Đến từ Nhà Nam Tân Yên Bắc Giang. À, 5 đầu số điện thoại để các bác liên lạc nhá. Tư vấn này, đặt hàng, hỗ trợ bảo hành đổi trả. Mọi thông tin các bác vui lòng liên hệ với 5 đầu số này nhá. À, trong chương trình giới thiệu sản phẩm hôm nay, xin giới thiệu với các bác hai cái mẫu pano và mô túi ngụy trang đi rừng cho anh em đam mê. Sau anh quay gần này. Đầu tiên tôi xin giới thiệu cho các bác đó là cái pano. Pano này gọi là pano cỡ nhỡ. Pano cỡ nhỡ. Mấy clip trước thì tôi có giới thiệu cho các bác là cái pano cỡ to. Thế còn đợt hàng ngày xưa nữa thì có pano cỡ nhỏ hơn. Thế pano cỡ nhỏ hơn. Thế cái này tôi gọi nó là pano hàng cỡ nhỡ, hàng trung bình. Không to quá, không nhỏ quá, rất là phù hợp cho anh em đi rừng. Thì bây giờ các bác hình thức gửi hàng thì luôn luôn là COD. COD đi toàn quốc, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Thì bây giờ vấn đề là các bác xem clip, xem video để các bác thấy được cái cấu hình của cái pano này như thế nào. Quy cách của nó nhé, quy cách của nó này. Và màu mè kiểu cách thì để các bác nắm được cái sản phẩm thực tế là như nào để các bác đưa ra cái quyết định mua hàng nhé. Đây cái mẫu này gọi là mẫu pano cỡ trung bình nhé, vừa tầm cho anh em chơi, nó rất là vừa. Như các bác đã thấy, màu của nó là màu ngụy trang, màu ngụy trang lá cây khô nhé các bác nhé, màu ngụy trang lá cây khô. Chất liệu vải rất là dày dặn, đường may cứng cáp nhé. Rồi đây, giới thiệu cho các bác đầu tiên đó là cái quai sách này. Các bác không đeo lên lưng thì các bác có quai sách tay. Quai sách này được may tận vào trong này luôn, rất là chắc nhé. Thế còn đây là hệ thống quai đeo, hệ thống quai đeo. Cái bản này cũng là to, các bác đeo lên vai rất là êm này, rất là êm nhé. Thế nên chỗ này là chỗ cái khóa để các bác co giãn, điều chỉnh cái cự ly của dây dài hay ngắn nhé, phụ thuộc vào cái lưng đeo của các bác nhé. Đây. Cái bản này, nguyên bản này cũng là bằng vải ngụy trang này. Và cái này là hai lớp các bác nhé. Bên này một mặt, bên này một lớp vải này, bên này một lớp vải. Và ở giữa này có một nếp mút nữa để giúp để lên vai các bác được êm nhé. Xung quanh viền thì có may viền đây để chống sổ đây nhé. Đây các bác nhìn này. Đây, đường may rất là chắc chắn này. Đây cái pano này, đây tôi kéo vuông đáy nó ra. Vuông đáy ra. Rồi. Vuông bắn đáy ra nhé. Chiều này tôi cái áng chừng đi 20. Cái chiều này nó là 30 phân. Thì 30 phân. Còn chiều này nó là 18 phân. 18 phân nhé, 30 phân. Thế còn chiều cao nhất cho các bác sử dụng. Đây, từ đáy này 20. Nó vào khoảng 40 phân. 40 phân. 38 đến 40 phân, cái chiều cao nhất. Thế đây là màu này, kiểu cách này. Bây giờ tôi giới thiệu cho các bác về các ngăn. Cái ngăn đầu tiên là ngăn phụ phía ngoài này. Ngăn phụ phía ngoài này giúp cho các bác cất những cái đồ mà nhỏ, nhẹ, cần lấy nhanh, như là bật lửa hay là thuốc lá hay là chìa khóa gì đấy nhé. Hoặc là cái quyển sổ nhỏ các bác để ngăn ngoài này thì lấy nó nhanh. Đây là một khóa này. Tiếp theo là hai ngăn bên sườn này, đây, hai ngăn bên sườn này, thì đây là các bác cài những cái dụng cụ nhỏ như là cái chai nước hay là khăn hay gì đấy nhá. Thế đây các bác nhìn này, đây là lớp vải ngoài nhá, đây lớp vải ngoài này, thì đây lớp vải trong, có cái lớp này là trong cho các bác thấy này. Cái này ấy, nó là chất liệu vải vải ngụy trang, ở trong nó có lớp nỉ luôn nhá các bác nhá, ở trong lớp nỉ này, êm và độ dai độ bền rất là cao đấy. Thì bây giờ cái vải này như nào, là cái vải toàn bộ của pano cũng như vậy, thì chỗ này là hở mặt trong thôi, còn những cái chỗ khác thì sẽ là hai lớp, nó sẽ có hai lớp nên là các bác không thấy được cái lớp trong của nó nhé, nó hơi khó thấy lớp trong của nó. Hai lớp đây này, thì đây là cái lớp ngoài này là cái lớp vải nỉ ngụy trang, đây lớp trong là có một lớp bìa cứng hơn, lớp vải dù cứng hơn nhé. Đấy. Đây cũng là hai lớp các bác nhé. Đây lớp ngoài này, lớp trong này. Bây giờ đến cái ngăn chính nha các bác nhá. Ngăn chính này chính là cái đáy vuông này này. Đây kinh nghiệm cái đáy vuông này. Đáy vuông này rộng khoảng 15-16 phân này. Bề ngang nó là 20
28 29 phân. Đấy là cái ngăn chính nhá. Căn này rất là rộng rãi cho các bác có thể là để đồ, để dụng cụ, để quần áo rất là nhiều. Thế ngoài ra nhá. Ngoài ra thì sẽ có cho các bác gọi là cái ngăn nhỏ ở trong. Đây. Ngăn nhỏ ở trong giúp cho nó kín đáo hơn. Đấy nhá. Đấy. Có thêm cái ngăn phụ này nữa các bác này. Ngăn phụ. Cái ngăn phụ này các bác có thể để những cái giấy tờ. Để giấy tờ này. Ngoài ngăn phụ ra thì có thêm một ngăn nhỏ nữa. Có khóa kéo. Đấy. Thì giúp các bác cất tiền, cất những cái vật dụng gì kín đáo trong này. Nhá. Đây, ngăn phụ nữa trong này. Đây, ngăn chính rất là to, có hai ngăn phụ kín đáo. Cái kiểu này thì cái khóa trên này này là có một khóa kéo suốt nha các bác nhá, kéo suốt từ bên này sang tới bên này. Đấy, một khóa nhẹ thôi. Rồi. Hàng này thì rất là đẹp. Màu ngụy trang nhá, đeo vai. Đấy các bác xem thấy là thấy màu này, thấy đường may đường chỉ này chắc chắn này, quy cách này, kể cả cái đeo vai này thôi cũng là rất là vững đẹp nhá. Hàng này này các bác khỏi phải chơi điểm gì. Rất là đẹp cho anh em chơi đam mê nhá. Đó. Thì đây là cái mẫu ba nô đeo lưng. Mẫu ba nô đeo lưng mà cái mẫu gọi là mẫu nhỡ. Là mẫu nhỡ các bác nhá. Mẫu nhỡ cái này là không to quá, không nhỏ quá, vừa đủ cho anh em đi. Rất là gọn gàng. Còn cái to thì sẽ to hơn. Đến tiếp theo, sản phẩm tiếp theo tôi giới thiệu cho các bác đó là một cái túi. Cái túi này thì mình gọi nó là túi đeo hông, túi đeo hông dụng cụ nhá. Đây, đây các bác quay gần này. Cái này khi các bác kéo đế, kéo góc nó vuông ra như này, kéo góc vuông ra như này. Đấy, thì bà này nó là 12 phân, bà này nó là 25 phân. Nó rất là nhiều ngăn đấy các bác nhá. Đây, các bác cùng theo dõi này. Ngăn đầu tiên. Đây, ngăn phụ đầu tiên. Cái này tôi, cái khóa nó còn mới. Đây, tôi mở ra luôn. Đấy. Ngăn đầu tiên này. Hai lớp các bác nhé. Hai lớp ấy. Đây này. Đều là hai lớp ấy. Không phải là một lớp đâu. Ngăn đầu tiên này. Tiếp theo là ngăn thứ hai. Đây, ngăn thứ hai. Trong này cũng là hai lớp vải. Hai bên. Nhớ, hai lớp vải hai bên. Đây. Có nghĩa là cái này ấy, là cái vách ngoài cùng. Cái vách ngoài cùng này thì nó đã hai lớp rồi này. Đã hai lớp rồi này. Đấy nhá. Thế tiếp theo đến cái vách thứ hai. Cái vách thứ hai cũng hai lớp tiếp nhá. Cũng hai lớp tiếp các bác nhá. Đấy tôi kéo ra này, hai lớp này, lớp trong lớp ngoài này. Đến cái vách thứ ba, với đường ngăn thứ ba ấy thì cũng có hai lớp luôn. Cái này may rất là chắc chắn. Đấy may cầu kỳ chắc chắn rất là đẹp nhá. Ở phía ngoài có một ngăn, hai ngăn, ba ngăn. Ba ngăn phụ ở phía ngoài, một ngăn chính ở phía trong. Đây, tôi sẽ mở khóa ngăn chính cho các bác xem. Đây. Đối với cái túi này thì cho anh em đi rừng. Đây, ngăn chính đây. Đấy, ngăn chính đi nhá. Cái phía sau này ấy, thì cũng là hai lớp các bác nhá. Ở giữa là có một lớp nỉ nữa ấy. Ở giữa có một lớp nỉ nữa nhá. Đây này. Cái giữa là có cái lớp dày hơn nỉ êm này. Đây các bác nhá. Đối với cái mẫu túi này thì sẽ giúp cho các bác là đựng được rất là nhiều dụng cụ. Ví dụ như là cái cả một cái loa điều khiển từ xa này. Tất cả những cái bộ giò bẫy này, giò gà này, chai nước này, thuốc lá, hộp quẹt. Nói chung là đựng rất là nhiều những cái dụng cụ bẫy cho anh em. Thì đối với cái mẫu túi này, đối với mẫu túi này, thì cái quy cách của nó là quy cách đeo hông. Đeo hông. Đây. Cái dây này có khóa để co giãn cái độ dài của dây. Cái này thì các bác bấm vào đây sẽ mở ra. Cái khóa này cũng là cái khóa kiểu mới đấy nhá. Đây, khóa này khóa kiểu mới này. Thì cái này ấy, nó là dòng đeo hông. Đeo hông có nghĩa là đeo trước bụng. Như thế này. Thì các bác co dây cho nó vừa. Vừa mới số đo vòng bụng của mình. Đấy. Đây. Này gọi là túi đeo hông nhá các bác nhá, túi đeo hông. Đeo hông là đeo trước bụng như mình như này. Một là đeo trước bụng, hai là mình đeo sang sườn như này. Hoặc là mình đeo sang phía sau. Thế nên nó gọi là cái túi đeo hông. Túi đeo hông màu lá cây khô nhá, màu lá cây khô. Thế còn đối với cái túi này ấy, thì quai nó cũng rất là chắc. Các bác không muốn đeo hông ấy thì các bác nới hết cái số đo của quai này ra.
Nên sau đó quay ra này, các bác cắm nó vào rồi nhá. Thì các bác sẽ đưa lên vai của mình, đưa lên vai của mình. Thì cái dây này này, nó sẽ hơi kéo chéo một chút, tại vì nó may thẳng như này là dùng trong việc đeo hông mà. Khi mình đeo vai nó hơi chéo một chút thì nó cũng rất là chắc, đúng tầm bụng của mình luôn. Nó cũng gọn gàng, nhất nó gọn gàng. Thì các bác ngoài đeo hông ra thì các bác có thể áp dụng theo kiểu đeo vai như này cũng được, đeo vai cũng được nhé. Nhưng mà khi các bác mua hàng thì các bác nói cái túi này nó là túi đeo hông màu lá cây khô nhá. Đấy. Thì giới thiệu chi tiết cho các bác hai cái mẫu túi để các bác xem cho kỹ, đưa ra cái